quý vị, trong văn hóa phương Đông, hình tượng con rồng biểu trưng cho cái tuyệt mỹ, là biểu tượng cho quyền lực tuyệt đối và cũng là biểu tượng của hạnh phúc song toàn trọn vẹn. Hình ảnh rồng luôn là một biểu tượng thiêng liêng trong tâm thức của người Việt. Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát đã cho ra mắt bộ sưu tập 1.000 linh vật rồng, thu hút sự quan tâm đông đảo của người xem. Sau thành công gây ấn tượng mạnh với những bộ sưu tập điêu khắc sơn mài đồ sộ như hình tượng trâu, tượng hổ, năm 2023 là hình tượng mèo, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát đã cho ra mắt bộ sưu tập hình tượng rồng được khắc họa qua nhiều chất liệu khác nhau như sơn mài, trên gỗ, trên đá và gốm sứ. Mỗi tác phẩm do anh tạo ra đều mang một kiểu dáng khác nhau, mang một ý nghĩa khác nhau nhằm lan tỏa hình tượng rồng trong văn hóa dân gian Việt Nam với hy vọng một năm mới bình an, may mắn. Hình tượng rồng vốn dĩ trong văn hóa Việt Nam thì được thể hiện trong những công trình văn hóa cổ cũng như là một trong những cái biểu hiện của sự uy quyền và tâm linh. Và tôi là một nghệ sĩ tạo hình thì tôi muốn kéo gần những hình tượng đó trở nên gần gũi với con người hơn và đặc biệt là đi vào trong cái nội thất hiện đại của mọi người. Vậy nên là những cái hình tượng rồng của tôi đã được tôi cách điệu một cách hiện đại. Với những sản phẩm truyền thống, điều quan trọng nhất là sự sáng tạo. Người nghệ nhân phải suy tư và quyết liệt mới tạo ra được dấu ấn. Lên ý tưởng cũng khá lâu, nhưng anh Phát và những nghệ nhân trong xưởng phải mất 2 năm để hoàn thành bộ sưu tập linh vật rồng. Khó bởi vì là nhiều chi tiết, nhưng mà anh Phát thiết kế ra một cái ghế rồng này rất là độc đáo, muốn ấn tượng thật là sâu sắc, mong muốn ở đây là cũng các bạn muốn biết đến cái nghề sơn bài nhiều hơn. Trong những ngày Tết, bộ sưu tập của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát được trưng bày tại làng cổ Đường Lâm, Bảo tàng Hà Nội và không gian văn hóa tại 22 Hàng Buồm. Đặc biệt nhất trong số đó là chiếc ghế hình con rồng với 5 móng vững chãi và mạnh mẽ, đuôi rồng như lá bồ đề, tư thế uốn lượn mang đậm ý nghĩa về văn hóa cội nguồn của con người Việt Nam, thu hút rất nhiều khách đến tham quan. Đây cũng chính là cơ hội để hình tượng rồng trong văn hóa Việt Nam đến gần hơn với người dân. Rất cảm ơn cái người đã thiết kế ra cái bộ đấy. Cái năm tới năm rồng sau dịp Tết Thanh Xuân đón đến cho mọi người đến tiếp xúc nó sẽ gần hơn và sẽ được cảm thấy rằng là cái văn hóa Việt Nam. Những cái không gian văn hóa như này rất là cần thiết để cho giới trẻ có thêm những cái nơi để tìm hiểu về cội nguồn cũng như là về những giá trị truyền thống. Bởi vì Việt Nam mình có rất là nhiều những cái giá trị tốt đẹp mà cần được bảo tồn và lưu giữ. Với 22 năm làm nghề sơn mài, thì ngoài việc sáng tạo và sản xuất ra những sản phẩm mang tính thực tiễn, dễ dàng đi vào cuộc sống, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát còn đóng góp những giá trị nhất định trong việc phát triển nghề sơn mài truyền thống. Đặc biệt, bộ sưu tập linh vật rồng của anh được trưng bày tại nhiều địa điểm, cũng chính là cơ hội để mọi người đến thưởng lãm, du xuân, chụp ảnh, cũng như hiểu hơn về hình tượng rồng, về những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Hôm qua ngày 14 tháng 2 và cũng là ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn cuối cùng trước khi trở lại công việc, sản lượng vận chuyển qua sân bay Nội Bài ghi nhận đạt khoảng 550 lượt chuyến bay với gần 90.000 lượt hành khách. Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, ước tính là sân bay Nội Bài đã phục vụ khoảng 3.500 lượt chuyến bay với hơn 550.000 lượt hành khách đi và đến an toàn tuyệt đối qua sân bay Nội Bài. Sân bay Nội Bài vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp tăng cường an ninh cấp độ 1 từ ngày trong Tết cho đến hết ngày mai là 16 tháng 2. Còn tại sân bay Tân Sơn Nhất thì chỉ trong ngày mùng 5 Tết, lượng khách qua sân bay xác lập kỷ lục của kỳ phục vụ cao điểm Tết Giáp Thìn với gần 148.000 lượt. Giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn, mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất có khoảng từ 860 cho tới 900 chuyến bay đi và đến với lượng khách trung bình khoảng 135.000 cho đến 140.000 người. Mỗi dịp Tết đến xuân về, các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Điện Biên lại tổ chức nhiều hoạt động giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào nơi biên giới đón một mùa xuân mới tươi vui ấm áp. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ chiến sĩ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với người dân trên địa bàn, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân với dân, keo sơn gắn bó, cùng bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tiết trời lạnh giá những ngày cuối đông cũng không ngăn được bước chân của hàng trăm người dân các xã Mường Mươn, Na Sang và những bản xa xôi về trung tâm xã Ma Thì Hồ, nơi đồn biên phòng Mường Mươn tổ chức chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản, Tết Thắm Tình Quân Dân. Gần 730 xuất quà gồm chăn ấm, quần áo, gạo, nhu yếu phẩm, 400 chiếc bánh chưng đã được trao tặng cho các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người có uy tín, con nuôi biên phòng, quần chúng tiêu biểu trong bảo vệ an ninh biên giới quốc gia.
để tổ chức cái chương trình này cho bà con, đặc biệt đối với bà con nghèo nơi biên giới. Hiện nay bà con cũng rất là nghèo, thế nên là đem những cái phần quà đến từng người dân thì cảm thấy người dân cũng rất là vui vẻ. Trên khuôn mặt của mỗi người dân hiện rõ niềm vui, hạnh phúc vì được các cấp ủy, chính quyền cùng bộ đội biên phòng quan tâm, hỗ trợ, giúp họ đón Tết cổ truyền dân tộc vui tươi, đầy đủ, đầm ấm hơn. Bà con chúng tôi cũng được nhận những cái món quà rất là ý nghĩa từ các chương trình. Cũng không biết nói gì hơn thì cũng cảm ơn Đảng Nhà nước đã quan tâm và giúp đỡ bà con nhân dân ạ. Tại 29 xã biên giới thuộc 4 huyện của tỉnh Điện Biên giáp với Lào và Trung Quốc cũng đã diễn ra nhiều hoạt động nhằm chia sẻ những khó khăn cho đồng bào dân tộc trên địa bàn. Hình ảnh cán bộ biên phòng cùng bà con quây quần ngồi gói những chiếc bánh chưng rất ý nghĩa này. Hay cán bộ biên phòng đến từng gia đình chính sách thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết, phần nào minh chứng tình đoàn kết quân dân nơi biên giới thắm thiết đến nhường nào. Hàng năm sự quan tâm biên phòng chỗ địa bàn này, như thế là về hỏi thăm sức khỏe của gia đình, cũng là rất sự cảm ơn với là nhiệt tình với gia đình để tạo khí thế vui tươi, sôi nổi đấy, thế và giúp bà con có một cái Tết đầy đủ hơn. Thông qua đây làm tốt cái công tác tuyên truyền để vận động quần chúng nhân dân nâng cao cái nhận thức, từ đó góp phần vào trong cái sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Tình quân dân vùng biên giới Điện Biên ngày càng gắn kết, bền chặt bởi tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia trong những ngày Tết đến xuân sang. Những món quà ý nghĩa từ chuỗi hoạt động Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản là lời tri ân đến đồng bào các dân tộc đã đồng lòng góp sức bảo vệ dải đất biên cương nơi cực Tây của Tổ quốc. Vườn quốc gia Bi Đúp, Núi Bà thuộc huyện Lạc Dương và một phần huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, cách thành phố Đà Lạt khoảng 50 km theo tỉnh lộ 723. Đây là nơi bảo tồn các hệ sinh thái rừng trong vùng khí hậu Á nhiệt đới, núi cao và các loài động thực vật rừng đặc hữu quý hiếm, gắn kết với các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên kế cận để tạo thành một vùng thiên nhiên rộng lớn, góp phần cho việc bảo tồn sinh học ở cao nguyên Đà Lạt, vùng Nam Tây Nguyên và vùng Nam Trung Bộ. Vườn quốc gia Bi Đúp, Núi Bà có diện tích gần 70.000 ha và nằm trong trung tâm của vùng rừng tự nhiên hơn 300.000 ha. Theo nghiên cứu, Vườn quốc gia Bi Đúp là một trong 4 trung tâm đa dạng sinh học ở Việt Nam với khoảng 2.077 loài thực vật, 131 loài thú, 304 loài chim, 15 loài hạt trần, là trung tâm chim đặc hữu của thế giới. Ngoài ra, vườn còn có cảnh quan đa dạng sinh học, đặc biệt như hồ Đan Kia, suối Vàng, rừng nguyên sinh núi Hòn Dao, là nơi cư trú sinh trưởng của nhiều loại động thực vật khó có thể tìm thấy ở nơi nào khác. Mình đi vô rừng là đi xúc cá này, đi xúc con nọc nọc này, là thấy đi trong rừng dài như vậy, thấy mát mẻ, thấy là tỏa sáng đầu óc gì đó. Mà hiện giờ thì không có ai phá, tôi không muốn ai phá rừng hết, cứ để như vậy cho được, cho rừng dài như vậy, thấy đẹp đẽ. Mà thích đi rừng lắm, cảm giác nó mát mẻ và khí hậu trong sạch. Cho nên là ở nhà thì nó khó chịu, bụi bầm xe cộ này nó kia ổn tắc, khó chịu lắm. Lâu thì cũng mới đi này, mùa khô này thường đi này. Thì mình bảo vệ là cẩn thận này, đừng có cháy, đừng có đốt này nó kia, muốn đốt nấu ăn này nó kia phải là chỗ trống. Khi mình về thì là cả đồ ăn rồi gì là ni lông cái gì là cũng mình phải dọn. Để góp phần tạo nguồn lực duy trì hoạt động và bảo tồn các giá trị vô giá mà thiên nhiên đã ban tặng, hàng năm các cơ quan chức năng đã chi trả hơn 40 tỷ tiền giao khoán bảo vệ rừng. Mới đây, tỉnh Lâm Đồng đã công nhận điểm du lịch vườn quốc gia Bi Đúp, Núi Bà, tạo cơ chế cho tập thể 60 cán bộ và nhân viên của vườn có điều kiện để giới thiệu quảng bá cho người dân và du khách, hỗ trợ các nhà khoa học có thể tham quan và nghiên cứu sâu hơn về sự đa dạng sinh học của vườn, đồng thời tạo sinh kế cho bà con, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ rừng. Thì vườn quốc gia Bi Đúp, Núi Bà thì cái mô hình du lịch thì nó đặc trưng ở chỗ là du lịch ở đây thì kết hợp với tuyên truyền và diễn giải môi trường, nhất là cho các em học được nhiều điều lý thú, điều hay, điều mới mẻ ở trong thiên nhiên. Ngoài ra thì vườn quốc gia cũng
tập huấn cho bà con một số các cái hoạt động. Trước đây bà con thì không tham gia hoạt động du lịch, nhưng vườn quốc gia đã tổ chức tập huấn cho múa cầm chiêng, rồi dệt thổ cẩm, rồi hướng dẫn cho bà con cách diễn giải du khách cùng tham gia. Từ đó cũng góp phần là giải quyết việc làm, rồi tăng thu nhập, cải thiện sinh kế cho bà con. Vườn quốc gia Bi Đốp Núi Bà được thành lập năm 2004, bao gồm hai đỉnh núi cao nhất của cao nguyên Lang Biang là núi Bà cao 2.167m và Bi Đốp cao 2.287m. Đây là vườn quốc gia có diện tích lớn bậc nhất Việt Nam và là một trong hai vườn quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, vườn di sản ASEAN.